Rồi, em chào tất cả cô chú anh chị mình đang xem video của Vườn Lan Minh Thắng nha anh chị em ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu với anh chị em mình một loại hoa nữa. Một dòng lan kêu bằng Sunset Bangkok anh chị ha. Dòng này hoa rất là thơm nha anh chị ha. Dòng này hoa mà nắng nhẹ lên thôi là cái nhà mình là ngát hương luôn, ngát hương luôn. Và hoa rất là đẹp anh chị. Và cái dòng hoa này thì em cũng chia sẻ với anh chị em mình luôn là nó ra hoa quanh năm. Cho nên anh chị em mình cứ thoải mái ra hoa quanh năm nha anh chị ha. Rồi một phần nữa là nó tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nó mới tàn anh chị. Rất là đẹp. Dòng lan này nó rất là đẹp. Thì anh chị em mình thấy những cái mặt hoa em quay thực tế, anh chị em thấy là cái hoa thơm chịu không nổi luôn anh chị. Buổi tối nó cũng thơm nha, nhưng mà buổi tối trời lạnh thì nó thơm nhẹ. Còn ban ngày thì nó có nắng lên á thì nó rất là thơm, thơm ngát luôn. Thì hiện tại em đang bán cái sản phẩm này là anh mình chốt với em là combo 2 hai chậu nha chị ha, là 380 ngàn, hai chậu là 380. Anh chị em nào chốt thì chốt cho em là một cặp để em dễ đóng hàng nha anh chị em ha. Thì em sẽ ship code toàn quốc luôn anh chị em mình có thể kiểm tra hàng. Và em ship những cái cây mà hàng nó có nụ cho anh chị em mình chơi tết luôn nha. Dòng này thì hoa quanh năm, anh chị em mình mua giữ giống cũng được và mua chơi tết cũng được nha cả nhà ha, cứ thoải mái. Thì em ship code cho anh chị em mình. Thì anh chị em mình lưu ý là anh chị em đặt hàng á, thì anh chị em mình có thể kiểm tra hàng trực tiếp từ bưu điện anh chị ha. Nghĩa là bưu tá giao hàng tới anh chị em mình thì mình kiểm tra hàng rồi hãy thanh toán nha cả nhà ha. Thì em ship một lần là em nhắc lại là combo là 2 chậu là 380 ngàn nha cả nhà ha. Thì cả nhà mình thấy video hay thì anh chị mình đăng ký kênh ủng hộ Vườn Lan Minh Thắng giúp em nha anh chị em ha. Thì sắp tới em sẽ lên những cái dòng lan rất là đẹp để anh chị em mình sưu tầm. Thì anh chị em mình cứ đăng ký kênh để mình đón xem những dòng lan mới anh chị ha. Rồi lan bên em thì nó chuyên, nói chung là nó đa dạng lắm, từ nhập Thái Lan hoặc là những cái giống mình sưu tầm giống Dendro nắng xưa và nay anh chị ha, rất là nhiều. Cho nên anh chị em mình sưu tầm thì anh chị em đăng ký kênh để em up những video mới, anh chị em mình có thể nhận thông báo và xem video sớm nhất anh chị em ha. Rồi cảm ơn cả nhà. Thì em xin giới thiệu sơ qua về cái cách chăm của cái lan Sunset Bangkok này anh chị em ha. Thì cái này mình về anh chị em mình để trong mát thoáng gió anh chị ha, nơi vị trí thoáng gió và hạn chế tưới nước trong 1-2 ngày đầu. Qua 1-2 ngày đầu anh chị mình cứ để như thế rồi mình treo lên thôi. Mình tưới nước và có đi một loãng anh chị ha, 1c cho 1 lít nước mình phun loãng luôn. Thì cái cây mình nó không cần giá thể nha anh chị ha. Dòng này không cần giá thể và cái giá thể của nó chính là rễ của nó. Cho nên anh chị em đừng nên cắt tỉa rễ nha. Lưu ý là không nên cắt tỉa rễ, cây sẽ mất sức nha anh chị ha. Và cái rễ của nó sẽ là nơi để nó giữ độ ẩm và nó hút phân. Rồi em cảm ơn cả nhà ha. Thì em chia sẻ anh chị em mình tới đây thôi. Cảm ơn cả nhà.